Tôi tên là Phi, đang ở nhà thôi, giờ cũng gọi là có hết tuổi lao động rồi. Chắc là nó sâu răng hoặc là nó bị nhổ mất 3 chiếc. Có thì nó đau, mỗi lần coi như va bọc hoặc là ăn uống là nó đau. Cứ mỗi một đợt là có đến 5-7 ngày, xong nó lại khỏi, khỏi xong lại đau. Đây, hôm nay là hoàn thiện cả ba chân rồi. Thì giờ hiện nay là cắm xong thì nghe thấy nó kênh kênh một tí thôi, chứ nó cũng không đau đớn gì cả. Thì cái lúc cái chân thấy không thấy đau. Lần trước là cắm một cái rồi, thứ ăn nhai thì nó cũng không có vấn đề gì. Tức là làm đây thì được cái là đội ngũ thì nhân viên nhiệt tình. Tức là tư vấn đâu vào đấy và cũng nghe thấy làm không có vấn đề gì xảy ra. Thí dụ là về kỹ thuật là làm thấy chắc chắn yên tâm. Tức là nếu như mà bình thường ra thì cũng không ai muốn mất tiền, nhưng mà nếu mà đã bị đau rồi thì nên đến nha khoa Hùng Cường. Thí dụ thế, còn tiền thì không muốn mất, nhưng mà cái đại loại là nó đã xảy ra thì nên đến nha khoa Hùng Cường, có đội ngũ nhân viên coi như thế là trẻ trung năng động, hoặc là cái kỹ thuật nó cao, máy móc thì là hiện đại.